Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ làm video để báo giá xe Yamaha Jupiter, cũng như là sẽ gửi đến các bạn 4 màu sắc hiện tại Yamaha đang sản xuất cho dòng xe này, những màu 2024 hiện tại đang bán nha. Hồi năm 2023 thì Yamaha Jupiter nó chỉ có 4 màu nhám thôi, 2023 trở về 2022 á. Nhưng mà bây giờ từ 2024 nó sẽ có bổ sung thêm một sự thay đổi nhỏ nhỏ, đó là nó đổi từ màu đỏ nhám sang màu đỏ bóng. Và màu đỏ bóng là màu bóng duy nhất trong bộ màu sắc 2024 hiện tại nha. Còn ví dụ như mà bạn nào mà thấy mà những màu xanh GB rồi đó, thì những màu đó nó đã ngừng sản xuất lâu lắm rồi. Bây giờ mấy bạn mua xanh GB cũng không có nữa, tại nó ngừng lâu rồi, 2-3 năm gì rồi. Màu đỏ các bạn đang xem này, giá hiện tại là 32 triệu đồng, giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Trước bạ biển số thì chúng ta về cái địa phương á, các bạn cung cấp chính xác địa chỉ hộ khẩu đi, để bên mình báo cho các bạn chuẩn bị ha, và chúng ta về địa phương chúng ta đóng, bấm số đó. Cái cốp yên thì nó khá là nhỏ, hiện tại mình đang chuẩn bị giao xe mà mình sẽ hỗ trợ khách thêm một tí xăng nữa. Chắc chắn là các bạn mua xe mới là sẽ có xăng rồi, mà khách này ở xa quá nên hỗ trợ thêm chút xíu nha. Đổ xăng thì chúng ta phải mở cốp yên để tôi đổ xăng. Tại bình xăng nó sẽ nằm trong cốp, nó là một cái dòng xe số phổ thông thông thường thôi, không có cái bình xăng nằm phía trước gì đâu nha. Hôm nay là mình bán hai con Jupiter cùng một lúc luôn nè, một con bên cửa bên đây và một con chuẩn bị giao bên cửa bên đây luôn, màu xám nha mọi người. Màu này là màu xám nhám 2024. Thật ra là nó ra mắt vào 2023 cơ, nhưng mà dành bán đến năm 2024 luôn. Cái dấu hiệu nhận biết của cái màu 2023 trở về trước á, là màu xám nhám tem màu xanh dương, đó là mẫu tem cũ. Còn mẫu tem hiện tại mới đang bán là tem màu vàng chanh. Mấy bạn thấy đại lý nào mà còn tem màu xanh dương thì thật ra nó không phải là một chiếc xe cũ nha, nó vẫn là một chiếc xe mới bình thường, nhưng mà cái tem của năm ngoái thôi. Chúng ta thích tem đó thì chúng ta cứ mua tem đó bình thường nha. Bởi vì đây là mẫu xe 10 năm không thay đổi về mẫu mã, kể cả về máy móc luôn cũng không có thay đổi gì nhiều hết, vẫn là động cơ 115. Tính ra Yamaha thiết luôn có những cái thiết kế mà đi trước thời đại, đi trước tương lai. Một mẫu xe mà nó ra mắt hơn 10 năm rồi đấy chứ, mà tới bây giờ nó vẫn còn kiểu dáng rất là thịnh hành, rất là hợp trend, rất là thể thao, rất là được nhiều bạn trẻ và các anh chị mà trung niên, đặc biệt là các anh trung niên sẽ vẫn còn thích cái mẫu xe này lắm. Màu các bạn đang xem đây là màu đen. Lát nữa mình sẽ quay cận cảnh từng màu cho mấy bạn xem á. Màu đen này cũng là 2024. Dấu hiệu nhận biết của 2023 là gì? Là vẫn con màu đen nhám, nhưng mà tem của nó màu vàng, là tem cũ 2023 trở về trước. Chỉ là tem cũ thôi nha, chứ không khác về tính năng. Còn từ cuối 2023, giữa 2023 tới bây giờ 2024 là tem màu đỏ, là tem hiện tại đang bán, giá 32 triệu đồng luôn. Bên mình sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp nữa. Các bạn nào mà trên 18 tuổi á, các bạn có căn cứ có chip thì chúng ta có thể mua trả góp, trả trước là từ 20% đến 70% giá trị xe. Thủ tục thì chỉ cần căn cứ công dân có chip từ 18 tuổi trở lên mới được nha. Thật sự là nếu mà các bạn cho mình chọn màu sắc hiện tại để lựa đi mua thì mình sẽ phân vân giữa hai màu này lắm. Tại vì mình rất là thích một chiếc xe nào đó tông của nó màu tối. Những bạn nào mà thích chiếc xe của chúng ta màu nó sáng sáng thì không nói tới ha. Còn những bạn nào mà thích tông tối như mình thì sẽ khá là khó khăn để lựa chọn giữa màu đen và màu xám. Thật sự là một màu tối và một màu xám nó cũng dạng như màu đen, mà nó nhạt hơn thôi. Khác cái màu tem, tem con này màu đỏ và tem con kia là màu vàng chanh. Cửa hàng mình thì nằm ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Thông tin cửa hàng Quang sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn kéo xuống dưới, hoặc là dưới mà coi bằng cái dạng điện thoại, ở dưới nó có chữ xem thêm á, nhấp chữ xem thêm ở chỗ phần tiêu đề á, nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin cửa hàng. Phanh là phanh đĩa, phanh đĩa ha, phanh trước là phanh đĩa, thắng đĩa đó, nó kiểu miền Tây là thắng đĩa. Giỏ là giỏ có ruột, đèn là đèn halogen và cái kiểu thiết kế rất là thể thao. Nếu bây giờ bạn mua một chiếc xe số côn tự động mà các bạn muốn có một cái kiểu dáng mạnh mẽ thể thao, những cái đường vuốt nhọn, thì các bạn sẽ đưa chiếc xe này vào danh sách lựa chọn khi mua xe nha. Xe này vẫn còn giữ công tắc đèn á mọi người, vẫn có công tắc đèn, vẫn tắt được cái đèn đó. Mặt đồng hồ thì mặt đồng hồ cơ, bên này thì các cái nút rất là quen thuộc rồi, và mình rất là thích cái vị trí đặt kèn ở phía dưới cùng. Chiều khóa cơ hai chìa, 1.643 lít/100 cây là mức tiêu hao nhiên liệu của xe này. Khá là tiết kiệm, xe này phun xăng điện tử, lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 55-60 cây. Bây giờ các bạn có thể xem là một cái cốp này á, nếu mà các bạn có cái nón nửa đầu mà nhỏ á, thì các bạn có thể nhét vô vừa, còn cái nón mà hơi bự thì nhét nó sẽ không vừa nha. Cái cốp tương đối thôi, nó không lớn đâu.
chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được. Mua xe chính hãng thì chúng ta yên tâm về phần đấy. Bây giờ bảo hành qua app cũng được luôn. Dung tích bình xăng thì tầm khoảng cỡ 4 lít ngoài. Lít xăng bây giờ khá là mắc nha mọi người, hơi cao, giá dạng cái xăng lên mà lương không lên, gửi tiết kiệm cũng không lên, chán thiệt chứ. Đó, nhưng mà nói bây giờ mấy bạn mua một chiếc xe số tầm trung, tầm giá khoảng 30 mấy triệu đi, mà các bạn kiếm một chiếc xe mà có kiểu dáng thể thao mạnh mẽ, nó nam tính, thật sự là bây giờ ít lắm. Chiếc này là một trong những sự lựa chọn mà các bạn nên ưu tiên khi các bạn quan tâm tới cái phần khúc xe đấy. Đây, tem màu vàng chanh của chiếc màu xám nè. Đôi khi nó sẽ bị đứt hàng một hai màu, đôi khi nó sẽ đủ màu, cho nên là mấy bạn thích màu nào mấy bạn điện vô cửa hàng hỏi trước giúp Quang nha. Ví dụ như là chiều nay em ra lấy màu xám, mình còn màu xám không, không còn thì chuyển kho về giúp em đi, chị em ra em lấy, ok, vậy thì cho nó sẽ dễ hơn. Còn nếu không có hàng thì đại lý sẽ báo cho các bạn không có hàng luôn, để các bạn đỡ tốn thời gian. Một cái điều mà fan Jupiter, fan Yamaha rất là trông đợi, đó là sẽ ra một cái chiếc xe số vẫn giữ cái nét thể thao này, vẫn giữ cái nét nam tính mạnh mẽ, những cái đường cắt xẻ mạnh mẽ như thế này, nhưng mà mới xíu, chứ cái kiểu dáng này hơn 10 năm rồi, Yamaha vẫn còn sản xuất. Và hiện tại tới giờ mình vẫn chưa có một cái thông tin nào là Jupiter sẽ đổi mẫu nữa. Trời ơi, hiện tại đây là chiếc xe số duy nhất của nhà Yamaha được trang bị phụ bình dầu, bình ga như thế này, sẽ giúp vận hành êm ái hơn so với các loại phụ thường như của Sirius hoặc là của Jupiter Fin. Động cơ là 115, nhưng các bạn nên lưu ý là máy nó mạnh nhất trong những chiếc xe 115 của Yamaha. Nó mạnh hơn Sirius Mi, nó mạnh hơn Jupiter Fin, nó mạnh hơn BG-Watt. Mã lực của nó lớn nhất trong những chiếc xe 115 của nhà Yamaha. Và thậm chí là nhiều người nói là chạy máy nó còn mạnh hơn cả những chiếc 125 của những hãng đối thủ. Cho nên mấy bạn đừng nghĩ là 115 là nó sẽ bị yếu nha, không có nè. Xe này mình chạy phê lắm á, đi đường trường là bao phê. Nhưng mà chỉ có cái dè là mình hơi chê nha, giăng sình nhiều nha. Cái dè có như không, cái khoảng trống nó quá lớn. Và cái dè của nó thiết kế chậu, thiết kế để giăng sình đó mà. Còn cái đuôi sau á thì mình thấy nó cũng khá là hợp so với cái phần đầu của xe, nó vẫn thể thao, nó vẫn bút nhọn. Nhưng mà nhiều bạn thì chê cái phần đuôi xe, nhiều bạn thì không thích, nhưng mà mình thấy nó cũng cân đối mà, cũng đẹp chứ bộ. Rồi màu này màu đỏ mọi người. Nãy giờ các bạn xem ba màu rồi đúng không? Lát nữa mình sẽ cho mấy bạn xem màu bạc nữa là xong nhé. Là đủ 4 màu hiện tại đang sản xuất. Đỏ này là đỏ bóng á. Bên Quang vẫn còn một cái con đỏ nhám của 2023 nha mọi người. Bạn nào thích á thì có thể hốt em nắp. Còn một hay là hai chiếc gì à? Tem của chiếc này nó y chang như chiếc phiên bản giới hạn màu bạc, lát nữa mình cho mấy bạn xem vậy đó. Nhưng mà bây giờ Yamaha gom chung vào nó, không còn giới hạn, không còn tiêu chuẩn gì nữa, mà gom chung thành một phiên bản luôn. Yamaha ghi trên trang web là Yamaha Jupiter bộ màu mới, vậy thôi đó. Không cần biết tem gì, không cần biết tem Limited Edition hay là tem RC. Mà bây giờ bỏ tem RC luôn rồi, nó không còn chữ RC. Ngày xưa là nó có sẽ có phiên bản RC và phiên bản giới hạn 2023 trở về trước á. Nhưng mà bây giờ là không còn nữa, nó gom chung với nhau luôn rồi. Rồi đây là màu bạc. Hồi đó nó được ship vào phiên bản giới hạn á, bây giờ nó ship chung với những phiên bản thông thường này luôn, không khác gì hết. Cũng 32 triệu đồng luôn. Trước bài biển số thì mình nhắc lại lần nữa, mình không báo bao biển là bởi vì không biết hộ khẩu người đứng tên ở đâu. Các bạn cung cấp chính xác địa chỉ hộ khẩu để bên mình có thể báo cho mấy bạn bước phí trước bài biển số để các bạn chuẩn bị ha. Bên mình không có báo bao biển mập mờ, gian gian dưới mập mờ lắm. Báo là phải báo rõ ràng giá xe bao nhiêu, trước bà bao nhiêu, biển số bao nhiêu để các bạn chuẩn bị cho nó cụ thể. Còn cái chuyện báo bao biển á, thường là các bạn sẽ bị mất tiền. Do bên kia người ta đã làm thì chắc chắn người ta sẽ làm không có chuyện làm không công. Màu này là màu bạc đen, bạc nhám, nhiều người gọi là màu nhám là màu móc, màu mờ gì đó, thì phối chung với lại màu đen bóng. Cái thắng sau của xe này là thắng đùm nha, vỏ tất nhiên là vỏ có ruột luôn rồi. Rồi xe này phun xăng điện tử nên mấy bạn yên tâm về cái phần tiết kiệm xăng nha. Mình vừa gửi đến các bạn 4 màu sắc ha. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc rồi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem ạ.